Lô xe Mitsubishi Xpander Cross xuất hiện tại cảng Việt Nam. Một số đại lý Mitsubishi đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu MPV đa dụng Xpander Cross mới. Dự kiến khách hàng sẽ được bàn giao xe tháng 7 năm 2020. Mới đây, một tấm ảnh chụp lại lô xe Audi tại cảng vừa nhập khẩu về Việt Nam có xuất hiện mẫu xe Xpander Cross đậu ở gần đó. Theo bức ảnh này, có thể thấy Xpander Cross được nhập theo lô với số lượng lớn, chứ không phải nhập nhỏ lẻ để thử nghiệm. Xpander Cross có ngoại hình gần giống như hệ Xpander, chỉ khác một số chi tiết hông và đuôi xe. Đáng chú ý chính là phần đầu chính diện của mẫu crossover vẫn là thiết kế Dynamic Steel nổi tiếng với phần lưới tản nhiệt mở rộng, cặp đèn pha đặt dưới và đèn chạy ban ngày mỏng nhẹ ở trên. Lưới tản nhiệt xe được tinh chỉnh đôi chút với những đường gập và răng cưa tạo cảm giác cứng cỏi hơn. Điểm thay đổi lớn nhất là cụm đèn chiếu sáng halogen to bản như trên chiếc Xpander đã được thay thế bằng cụm đèn 2 tầng và nhiều khả năng sử dụng LED. Với cụm hệ thống chiếu sáng mới này, chiếc Xpander Cross có phần mạnh mẽ và cứng cáp hơn so với chiếc Xpander nguyên bản. Điểm khác biệt rõ ràng giữa chiếc CUV và MPV chỉ xuất hiện khi ta nhìn từ ngang hông và phần đuôi. Thân xe được nâng cao và bảo vệ bởi những mảng ốp nhựa đen và bạc. Vòng bánh cũng được ốp đen trông nam tính cứng cáp hơn. Bộ mâm xe cũng có thiết kế 5 chấu kiểu khác và có kích thước 17 inch. Mitsubishi Xpander Cross có kích thước lớn hơn một chút so với bản MPV thông thường với chiều dài tổng thể 4.500m, rộng 1.800mm, cao 1.750mm. Xe cao hơn khoảng 50mm so với phiên bản MPV 5+2 chỗ ngồi. Khoảng sáng gầm xe ở mức 225mm, tăng 200mm. Bên trong khoang nội thất sẽ được sử dụng hai tông màu tương phản để tạo điểm nhấn chính là nâu và đen. Theo thông tin từ phía Mitsubishi, họ bổ sung thêm hai màu sắc độc quyền mới cho lớp sơn ngoại thất là màu Graphic Gray, bạc và Samurai Orange, màu cam. Mẫu xe Xpander Cross vẫn được trang bị khối động cơ xăng 4 xi lanh, hút khí tự nhiên 4A91, 1,5 lít cho công suất 103 mã lực và mô men xoắn 141 Nm, đi kèm hệ truyền động bánh trước FWD và hai tùy chọn về hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp như trên nguyên bản Xpander. Sau khi được bán ra thị trường, Mitsubishi Xpander Cross hứa hẹn là đối thủ khó nhằn cạnh tranh với Toyota Rush hay Suzuki XL7 đang dục dịch ra mắt tháng 4 năm 2020. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.